Baby bus. What? Số 1 trong giống chiếc bút chì dài và mảnh. Số 1 trong giống chiếc bánh mì baguette thơm và giòn tan. 2 Số 2 trông giống như một con ngựa bập bềnh lắc lư trong vui. Số 2 trông giống như một con thiên nga đang bơi trong nước. 3 Số 3 trông giống như tai người lắng nghe. Số 3 trông giống như một cánh bướm bay lượn. Số 4 trông giống như một chiếc thuyền buồm trên đại dương. Số 4 trông giống như một lá cờ trong không trung. Số 5 trông giống như một cái móc cong. Số 5 trông giống như một con cáo đang cười tè tét. Chiếc cuốc dùng để đào. Số 8 trông giống như một người quýt tròn. Số
nó trông giống như một bầu rượu tròn. Chín. Số 9 trông giống như một chú nòng nọc đang bơi. Số 9 trông giống như cái thìa. Số 10 trông giống như một chiếc bánh mì dài, cạnh một chiếc bánh bột. Số 10 trông giống như một con ốc sên đang bò. Bốn, năm, sáu,
nám. Chín. Bảy, tám, chín, mười.